Quốc lộ 5 sắp đại tu không còn tài xế trả tiền lẻ. Theo đại diện VDV, quốc lộ 5 sắp đại tu với số tiền khoảng 2.500 tỷ đồng và vài ngày gần đây không còn tài xế trả tiền lẻ. Liên quan đến việc sửa chữa quốc lộ 5, trao đổi với chúng tôi ngày 16 tháng 12, ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chánh VDV cho biết đã trình kế hoạch lên Bộ Giao thông Vận tải, được sự đồng ý của chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải Chính phủ. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã kiểm tra hiện trường quốc lộ 5 và giao VDV nghiên cứu tổ chức thực hiện tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn để lập phương án sửa chữa quốc lộ này đoạn km 11 cộng 135 đến km 76 cộng 00. VDV cũng được giao xem xét tiến hành đấu thầu lựa chọn các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và thiết bị chuyên dùng để tiến hành duy trì sửa chữa trong quá trình khai thác quốc lộ 5 đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm kinh phí. Việc đầu tư sửa chữa quốc lộ 5 là cần thiết và được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1600 Bộ Giao thông Vận tải đầu tư cao ốc ngày 20 tháng 2 năm 2017. Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra hiện trường ngày 15 tháng 9 năm 2016, thông báo 545. TB Bộ Giao thông Vận tải ngày 22 tháng 9 năm 2016 chi phí sửa chữa quốc lộ 5 tính vào chi phí bảo trì và không vượt giá trị tại phương án tài chánh cập nhật. Bộ Giao thông Vận tải cho ý kiến vào tháng 7 năm 2017. Về đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản ngày 20 tháng 2 năm 2017 nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến rằng bộ này căn cứ vào sự cần thiết để xem xét quyết định đầu tư hạng mục sửa chữa quốc lộ 5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị VDV cho biết kế hoạch đại tu quốc lộ 5 đã trình Bộ Giao thông Vận tải và sẽ triển khai từ năm 2018 nếu được chấp thuận, tổng số tiền khoảng 2.500 tỷ đồng, một phần từ thu phí quốc lộ 5. Việc dùng một phần từ thu phí quốc lộ 5 để sửa chữa đường là do năm 2015, các bộ ngành đã yêu cầu bổ sung thêm các khoản chi phí bảo trì, sửa chữa định kỳ quốc lộ này vào phương án tài chánh cập nhật của dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với chúng tôi sáng ngày 17 tháng 12, ông Nguyễn Văn Điều, trạm trưởng trạm thu phí quốc lộ 5 Văn Lâm Hưng Yên cho biết, vài ngày qua không có hiện tượng nhiều tài xế trả tiền lẻ. Sau ngày 11 và ngày 12 tháng 12, chỉ có 1 đến 2 xe trả tiền lẻ qua trạm thu phí, ông Điều cho biết. VDV đã trình hai phương án giảm phí cho các loại xe qua trạm thu phí quốc lộ 5 gồm phương án 1, loại xe nhóm 1, xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn, xe bus sẽ giảm từ 40.000 đồng xuống còn 35.000 đồng, xe loại 2 từ 12 chỗ đến 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn giảm từ 55.000 đồng xuống còn 45.000 đồng, xe loại 3 trên 31 chỗ ngồi, xe tải 4 đến 10 tấn giảm từ 75.000 đồng xuống còn 65.000 đồng, xe loại 4, xe tải từ 1 đến 8 tấn, container 20 feet giảm từ 125.000 đồng xuống còn 110.000 đồng, xe loại 5, xe tải trên 18 tấn, container 40 feet giảm từ 180.000 đồng xuống còn 160.000 đồng. Phương án 2, đưa phí đối với xe loại 1 từ 40.000 đồng hiện nay xuống còn 30.000 đồng, xe loại 2 từ 55.000 đồng xuống 45.000 đồng, loại 3 từ 75.000 đồng xuống loại 3 từ 75.000 đồng xuống 65.000 đồng, loại 4 từ 125.000 đồng xuống 110.000 đồng, loại 5 từ 180.000 đồng xuống 170.000 đồng. Căng thẳng giữa người dân và tài xế lái xe né BOT Biên Hòa. Trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại, tài xế lái ô tô vào đường dân cư để né tránh làm cuộc sống người dân đảo lộn. Nhiều cuộc đụng độ giữa tài xế và người dân đã xảy ra. Tuyến đường nông thôn D2 ở ấp Bầu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai dài chưa đến 2 km, mặt đường rộng 4 m, nhưng mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt ô tô lớn nhỏ chạy vào để né trạm thu phí ở quốc lộ 1. Một người dân nói rằng ô tô chạy liên tục suốt ngày đêm và không được lượng nào đến để xử lý.
Chiều ngày 15 tháng 12, hàng chục xe cộ nối đuôi nhau vào đường D2 cả hai chiều, khiến đường này ùn ứ suốt nhiều giờ, tiếng còi xe ên ỏi, tiếng tài xế hò hét xin đường, trong không gian chật hẹp làm nơi đây thêm bức bối, người dân địa phương không chịu được ồn nào, bức xúc nên cũng lao ra chửi mắng ôm sùm. Một tài xế nhảy xuống xe rồi bê những tảng đá mà người dân chặn bên đường để ô tô vượt lên. Lúc này, anh bị người dân xông đến chửi mắng và buộc để đá lại vị trí cũ. Không chửi, không mắng, không làm căng thì đường sẽ hỏng, tường nhà sẽ đổ sập vì xe né trạm. Chúng tôi sống nhưng suốt ngày phải canh chừng, lo sợ, con nhỏ bị ô tô cán, anh Trương Tấn Phong trần tình. Trong buổi chiều né trạm, xe của tài xế Thanh phải nằm ở đường D2 hàng chục phút mới có cơ hội di chuyển. Anh nói rằng anh lái ô tô tải đi từ Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai lên thị trấn Trảng Bom giao hàng rồi quay lại. Dù không lên đường tránh Biên Hòa, nhưng nếu qua trạm BOT, anh phải bỏ gần 200.000 đồng cho cả lượt đi lẫn lượt về. Né vào đường dân cư, người dân chửi ghê lắm chứ, nhưng không né thì thu nhập chả còn bao nhiêu, tài xế Thanh nói. Ở đầu đường D2, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa và Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom đã đặt các bảng thông báo cấm ô tô cỡ lớn và giới hạn xe ở các khung giờ cao điểm. Theo người dân, những bảng cấm được đặt nhưng tài xế không tuân thủ. Cấm xe vào giờ cao điểm nhưng giờ đó lại nhiều ô tô né nhất, không có công an chốt chặn, không ai bị xử phạt thì đặt bảng cấm cũng vô tác dụng. Người đàn ông tên Tuấn bức xúc, người này nói rằng, trong thời gian tới, dân cư ấp Bầu Cá sẽ xây dựng banner để ngăn ô tô vào đường D2. Một cán bộ Hội đồng Nhân dân xã Trung Hòa cho hay, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bom, nhiều cử tri bức xúc phản ánh việc xe né trạm làm ảnh hưởng cuộc sống, cử tri yêu cầu các đại biểu phải lên tiếng để giải quyết vụ việc. Bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom cũng nói rằng bà nhận thông tin và hiểu những bức xúc của người dân. Theo bà Châu, sắp tới huyện này sẽ tăng cường cán bộ cảnh sát giao thông đến khu vực để kiểm soát, ngăn xe né vào đường D2. Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa được đặt trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Trạm hoạt động từ năm 2014, thu phí hoàn vốn cho dự án 12 km, tuyến tránh thành phố Biên Hòa 10 km cải tạo quốc lộ 1, do công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư, thời gian thu phí 10 năm. Từ tháng 9 đến tháng 10, cho rằng vị trí đặt trạm sai, nhiều tài xế dùng tiền lẻ trả phí để phản đối. BOT cai lậy xe đi quốc lộ nhiều hơn 2/3 đường tránh. Theo thống kê cho thấy, gần 2/3 số xe chọn đi vào quốc lộ 1 thay vì chọn đường tránh BOT cai lậy. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư, ban quản lý dự án 8 phối hợp các đơn vị tư vấn thống kê tổng lượng xe qua quốc lộ 1 và đường tránh đoạn thuộc thị xã Cai Lậy. Một thành viên hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang thông tin có 2/3 lượng xe chọn quốc lộ để di chuyển. Chi tiết về lượng xe di chuyển thì chúng tôi báo cáo cho Cục Đường bộ Việt Nam và không thể nói với báo chí được, vì lãnh đạo này nói. Vào cuối tháng 7, trước khi trạm thu phí BOT cai lậy hoạt động, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có thống kê cho thấy 22.000 lượt xe lưu thông trên một ngày. Nói về 4 phương án đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, vì lãnh đạo BOT cai lậy mong muốn vẫn đặt trạm ở vị trí cũ và kêu gọi cơ quan chức năng tuyên truyền cho tài xế hiểu. Tuy nhiên, nếu chọn 3 phương án còn lại thì đơn vị chọn phương án giữa, trạm ở quốc lộ thu 300 tỷ đồng rồi sẽ dời vào đường tránh. Muốn xây trạm mới ở đường tránh thì chúng tôi phải mất ít nhất 6 tháng, gồm thời gian giải phóng mặt bằng, di dời thiết bị, nhưng dời trạm công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc lo lắng lớn nhất là phá vỡ phương án tài chính, do dự án phần lớn đều vay từ ngân hàng và giữa công ty với các đơn vị tài chính cũng đã thống nhất phương án tài chính, vị này lý giải. Về thông tin đơn vị tính toán chuyển trả lại dự án, vì lãnh đạo này cho biết chưa suy nghĩ tới và cũng không muốn thực hiện điều này, ông cho rằng ngân sách nhà nước đang khan hiếm, nếu đền bù hợp đồng thì ít nhất 1.300 tỷ đồng thì lấy ở đâu mà trả, nợ công tăng lên, giữa chúng tôi lại gây ra một gánh nặng cho chính quyền, người dân. Kịch bản này không ai mong muốn cả, đại diện BOT cai lậy nhìn nhận.
trả lời câu hỏi trạm ngưng hoạt động 1 đến 2 tháng để các bộ ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ, BOT Cai Lậy sẽ có những giải pháp đề xuất gì, đại diện chủ đầu tư nhận định. Lúc này, phía chủ đầu tư chỉ chờ kết quả cuối cùng từ Bộ Giao thông Vận tải và mong muốn người dân hiểu hơn nỗi khó khăn mà chủ đầu tư đang đối mặt. Chúng tôi không làm sai trong dự án xây dựng tuyến tránh nâng cấp quốc lộ 1 và vị trí đặt trạm do Bộ Giao thông Vận tải quyết định.